Một thiết bị hữu ích và rất cần thiết cho tất cả chúng ta khi mà di chuyển trên đường, theo mình nghĩ đó là cái thiết bị cảm biến áp suất lớp. Bởi vì trong quá trình sử dụng mình thấy cái hiệu quả của nó, khi là mình bơm xe thì nó hiển thị trên màn hình cái thông số của 4 lớp và mình biết rõ là tình trạng lớp của mình đang ở cái mức áp suất như thế nào. Ví dụ như đang chạy trên đường mà có một cái lớp bị non, bị yếu hơi thì nó sẽ cảnh báo cho mình luôn, nó tự báo động cho mình luôn. Nó do đó là mình thấy cái thiết bị này nó rất là hiệu quả. Báo động áp suất thấp ở bánh trái trước. Báo động áp suất thấp ở bánh trái trước. Báo động áp suất thấp ở bánh trái trước. Trên thị trường bây giờ thì rất là nhiều loại cảm biến áp suất lớp. Ví dụ như là van trong, van ngoài, rồi cái cách hiển thị của nó là tích hợp trên màn hình, hoặc là có thể nó có một cái ô nhỏ nó gắn vào đây. Nó rất nhiều loại, mình tùy thuộc vào cái điều kiện xe của mình mà mình chọn cái mẫu nào cho nó hợp lý. Còn phần xe mình thì từ khi gắn màn hình thì mình đã gắn luôn cái thiết bị cảm biến áp suất lớp để nó tích hợp vào màn hình luôn, thì cái thao tác sử dụng của mình nó sẽ dễ dàng. Đầu tư vô cái màn hình Android hiệu Gotech GT8 Max với giá là 12.800.000 đồng. Đó, kèm theo cái cảm biến áp suất lớp với giá là 3.000.000 đồng thì tổng cộng là 15.800.000 đồng. Các bạn lưu ý một điều là cái nắp chụp của nó có một biểu tượng ký hiệu như thế này, thì mình nhìn vào sẽ biết đây là chiếc xe có lắp thiết bị cảnh báo áp suất lớp, nên là lỡ chẳng may mình có bị bể bánh xe, mình vào mấy chỗ vá lớp, thì những người thợ lành nghề người ta nhìn vào, người ta có thể biết được chiếc xe này có lắp thiết bị cảnh báo áp suất lớp, cho nên người ta sẽ cẩn thận nhẹ nhàng trong quá trình mà nảy bánh, chứ nếu không cẩn thận thì thiết bị này rất dễ bị hỏng. Còn đây là cái bộ phận thu tín hiệu về, sẽ được lắp ở trên xe kết nối với ngõ USB. Sau gần 1 năm sử dụng thì mình thấy cái loại cảm biến áp suất lớp này thấy xài cũng ok, cũng ổn. Thì xe mình chạy đến hạn mức là 10.000 km thì vào hãng sẽ bảo dưỡng cấp trung bình, tiến hành đảo vỏ cân mâm bấm chì. Đó, trong quá trình đảo vỏ như vậy thì chắc chắn là cái vị trí của các lớp khi mà ban đầu mình gắn cảm biến áp suất lớp trên màn hình nó sẽ thay đổi vị trí cho nhau. Như vậy thì chúng ta không cần phải tháo van để gắn lại đúng vị trí, mà chúng ta chỉ cần set up trên cái phần mềm cảm biến áp suất lớp này. Và bây giờ thì mình sẽ thao tác đảo vị trí lớp lại cho nó đúng với cái thực tế. Thì mình đã tích hợp cái thiết bị cảm biến áp suất lớp vào màn hình này. Nó có tên là T-Max. Nó như trên màn hình thì nhiệt độ đồng thời là áp suất lớp, nhiệt độ cũng hiển thị rõ ràng. Mình muốn bơm bánh trước bánh sau như thế nào đó thì theo ý mình luôn. Chúng ta cần kiểm tra xe trước khi di chuyển. Đầu tiên là đi một vòng xe, xem tình trạng lớp và các chi tiết bên ngoài có đảm bảo an toàn hết hay không. Nếu có gắn thiết bị cảm biến áp suất lớp, đó là một ưu điểm, bởi vì chúng ta có thể kiểm tra tình trạng áp suất lớp bất cứ lúc nào. Thì theo cái thói quen của mình á, là khi đi đường, đặc biệt là những chuyến đi xa hoặc là trên cao tốc, thì mình thỉnh thoảng lại vào cái phần mềm áp suất lớp. Đó.
loại là mình gắn là loại TMAP, thì nó sẽ hiển thị lên thông số của các bánh xe, thông thông số áp suất nhiệt độ của từng bánh xe. Nên là mình kiểm soát được cái áp suất lốp như thế thì nó sẽ rất an toàn cho chuyến đi của mình. Và cái quá trình lên hãng họ đảo đảo lốp thì cái thứ tự đảo lốp nó như thế này, là bánh trước trái sẽ xuống bánh sau và bánh sau sẽ lên bánh trước, bánh sau bên trái sẽ lên bánh trước bên phải. Đó. Tương tự thì bánh bánh trước bên phải sẽ xuống bánh sau và bánh sau bên phải sẽ lên bánh trước trái. Cho nên bây giờ cái thứ tự nó sẽ khác rồi. Thứ tự khi mình lắp ban đầu so với thực tế bây giờ nó đã đảo rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành set up lại cho nó đúng cái vị trí thực tế. Thì mình cũng chưa từng làm, bây giờ mình bắt đầu tiến hành làm thử. Mình vào cài đặt. Thì đây nó cho mình set up những cái đơn vị áp lực như là thông số là pa, giới hạn áp suất lốp tối đa, giới hạn áp suất lốp tối thiểu. Có nghĩa là khi nó vượt ngưỡng tối đa hoặc là dưới ngưỡng tối thiểu thì nó sẽ phát ra âm thanh báo động. Đó, đồng thời là nhiệt độ, chọn cái đơn vị đo, giới hạn nhiệt độ khi mà nóng quá đó nó sẽ báo. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn đảo vị trí lốp. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi, mình sẽ vào cái phần là kết hợp lốp. Đây, vào phần kết hợp lốp. À, trong mục này nó có cái mục thay đổi vị trí lốp. Lít vào. Đó. Thì bây giờ mình muốn thay đổi giữa bánh bánh trước bánh sau, bánh phải bánh trái, thì mình chỉ việc chọn chọn hai vị trí bánh và bấm vào phần đảo. Đó. Thì mình bấm vào cái vị trí này. Đó. Rồi mình bấm vào đây. Rồi bấm đổi. Đó, là hai vị trí nó đã đổi cho nhau. À. Như vậy thì bánh trước bây giờ là xuống bánh sau là đúng rồi. Tương tự bên đây cũng vậy. À. Bánh trước, bánh sau. Bấm vào nút quán đổi. Đổi. Rồi. Bánh trước bây giờ là bánh sau nè, bánh sau bây giờ là bánh trước nè. Là đúng. Thì bánh sau này nó sẽ qua bên bánh bánh trước phải. Bây giờ là hai bánh này mình đổi vị trí nhau một lần nữa là đúng. Này, giờ này đảo nhau một cái. Rồi. Đó, cái cách thức là như vậy. Rồi, chúc mọi người sẽ cài đặt thành công khi mà đạt cái giới hạn mình đảo lốp. Mục đích của việc đảo lốp như thế này là để cái độ mòn bánh xe, đặc biệt là hai bánh trước, thì hai cái độ mòn nó sẽ đều với nhau. Chạy một thời gian thì dĩ nhiên là cái độ mòn nó sẽ khác nhau, nên mình đổi ra vị trí như thế này thì cái độ mòn lốp nó sẽ đều an toàn. Như vậy là mình đã tiến hành thay đổi vị trí lốp thành công. Nếu các bạn mà muốn chắc chắn nữa thì mình thử thì một lớp nào đó, xem cái thay đổi trên màn hình nó có đúng với vị trí thực tế hay không. Vậy là mình đã set up lại các vị trí thực tế và trên ứng dụng nó đã khớp với nhau. Chỉ là một thao tác đơn giản thôi, nhưng mà hy vọng rằng các bạn khi mà gặp trường hợp này mình sẽ đỡ lòng còng, mình sẽ biết ngay vào cái mục nào để mà mình thao tác chuyển đổi một cách dễ dàng. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.